Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Có người mày. Sang bên này này. Đứng lại mày ơi. Lên bản điểm số này. Nhớp. Hả, sao em? À không có gì. Nhớp làm sao? À không, không gì đâu. Ừ, ok, thế nhạy bỏ anh như hấp. Thấy đâu biết à, gì không. Đâu. Hả? À không làm sao, tự nhiên lại cười. Hả? Bên này có người em ơi. Để anh coi nào. Thông minh. Ừ? Anh chẳng hiểu em nói gì cả ấy. Để các bạn ơi. Phanh ơi, hỗ trợ anh với em ơi. Ok. Xong rồi đấy nhá. Chơi ở đâu lắm. Ở trong cái nhà này em ơi. Nhà kho này có người này. À chỗ đó ở ngoài. Ngay phía bên ngoài này. Đậu xe này. Ok các bạn, vừa kẹo đất con đất mạng thứ 3 rồi nhá. Đây, lút đồ thôi nào anh em ơi. Tha hồ đồ cho anh em lút này. Ê, 3-3 này em ơi. Đây, anh số 3-2. Có bảnh cái gì? Không gọi anh em mà gọi gì? Anh em tha hồ nút. À không. Đấy, đang nói với các bạn, còn nói với em khác mà. Ok mọi người. Phía này có ai không vậy nhỉ anh em ơi? Không có ai đâu. Em mình sẽ lên phía trên coi. Đây đi theo. Còn lại 30 người chất ở trong cái ván đấu này nha anh em. Mà phải anh em bảo này. Thế hết trận ngày hôm nay anh live 3 tiếng rồi. Cho em đi nghỉ sớm nữa. Nhá. Không, chơi tiếp rồi. Ok. Sao chơi nữa? Thắp like cho em nghỉ còn gì nữa. Chơi. Đem. Thế là đủ 3 tiếng thôi. Mẹ em anh chở này Phương anh ơi. Đây. Đây em anh chở này. Đây. Ngoài kia có một cái xác, anh chở qua coi xem có gì không. Ôi. Đấy, vào xem rồi. Đây. Chờ anh xíu. Đứng sát tảng đá nha em. Nó ngay trên tròi ấy. Từ sát tảng đá nha em. Ok. Có máu cho em. Ui. Từ em ơi. Có máu cho em đi vứt chân này. Hai tụi máu này. À, em có rồi. Em cứ lượm đi. Lấy một bơm. Nó chạy vòng qua phía gốc cây rồi em ạ. Gốc cây 30 độ nhá. Cái thằng này tuổi gì? Anh có đúng một con keo này. Nhìn đã biết là không đủ trình rồi. Nó chạy rồi em ơi. À lên tròi, nó qua cái tròi khác này. Cầm M60 à? M60 mà sấy ghê vậy. Uầy, câu lựu các kiểu cả. Chạy đi em ơi. Câu lựu này. Qua đây. Mày làm gì anh? Ui. Qua đây em ơi. Nào em ơi. Đậu xanh em ơi. Làm gì anh? Đậu xanh em ơi. Ok. Tuấn Ly gần à? Huyền thoại à? Chết rồi em ơi. À nó gài một cái mình ở dưới đây. Cái thằng Tuấn nháo này đó. Bao à? Tôi gì? Còn máu thế nào anh em?
Nãy nó sởi mình ghê quá. Xíu nó đai đấy cơ. Đi nào mọi người. Nó phá mất tan con xe của mình rồi. Đi tháp đồng hồ mày. Ok em, đây. Thế em chạy theo em. Đồng hồ đang bắn nhau em. Bắn nhau ở đây đây, mình qua. Đấy, anh thấy hiện chấm đỏ chưa? Anh thấy rồi. Đang chạy này. Đang chạy này. Hai đứa nha em. Đang dựng băng keo rồi. Cái chỗ dựng băng keo em. Có hai đứa, thế mình chạy vòng lên trên thôi. Không là chạy theo hướng đấy nó sấy cho đấy. Bởi vì là anh hết băng keo rồi, đây đây. Mình chạy vòng bên trên xong là vòng qua phải này em này. Anh ok các bạn. Đây đây, lại là một quả băng keo này. Let's go. Chắc là nó vẫn đang ở đây thôi em ơi. Nó chạy rồi. Trong nhà em ơi. Lên tầng 2 rồi hả? Tầng 20, này. Chạy đi em. Ui, nó dựng băng keo này, thằng này hay đấy. Nó dựng băng keo kín luôn em ạ. Là mình không qua được căn nó luôn. Bạn nó này. Xuống mà cứu bạn em ơi, xuống mà cứu bạn em ơi. Anh giết chết bạn nó rồi. Giết bạn nó rồi, chẳng lẽ nó không chịu xuống à? Nó vừa phá mình. Đây này, anh. Đây em, cẩn thận nó gầy mình các kiểu đấy nha em. Nó vẫn sau này mà em. Em biết rồi. Phá luôn. Phá luôn vào xử luôn chứ. Ô em ơi. Bên hông kia có người nha em. Hai bốn mươi. 240 có người ấy. Ok ok. Anh bơm máu đi, anh bơm máu đi. Ôi, nó dựng một keo lên tục em ơi. Thằng này hay lắm. Anh không có liệu để câu lên cơ. Em không có. Với lại ở hướng 240 còn người nữa nhá. Nên là bắn em. Thằng này hay lắm. Đánh qua coi. Làm sao lên được trên nhỉ? Thôi, xử thằng này xong đi nhá. Anh. Nó cứ dựng một keo lên tục đem. Thế mới bực mình. À đây, xem nó dựng được nữa hay không. Mày làm gì vậy? Này hay, mày làm gì vậy? Đây đừng gọi lại, anh cứu em ngay. Bởi vì là có team hướng 240 đấy mà. Máu ghê. Đây anh máu này. Thằng này nhiều máu lắm em ơi. Xử nó qua đây lượm này. Ok các bạn ơi, mình thừa một ống 1x nhá. Đây có máu đây em. Hồng sắt nó có đấy. Anh bắn lộn thôi. Có một từ máu đây em lượm đi. Em đây có nhiều rồi. Còn hai túi đem lượm nó đi. Bỏ đi. Còn cái thằng nào ở bên trên còn một team ở 240 ấy. Chạy qua cho em. Ui. Team nó đang chiến đấu với một team nào nữa ấy. Mình qua luôn. Có phải trong cái nhà này không nhỉ? Không phải đâu mẹ, đang ngoài, đang ngoài. Đấy em thấy ký hiệu chưa? Chúng ta bắn nhau ở hướng đấy đấy. Ui, hacksaw các kiểu cả, sợ đấy. Đây mày. Đang chạy này, thằng mày đang chạy này. Nó chạy sau bức tường rồi mày. Ok. Đang chạy xuống luôn cả. Chạy xuống hải mày. Ui, chạy xuống hải mày. Nốc rồi nhé em ơi. Lên bảng điểm số này. Còn một thằng nữa ở dưới thì phải mày. Một thằng nữa ở dưới hướng 285 nhá. 285 nha em. Đây này. Nó đang ngồi này. Mày ngồi với anh à? Lên bảng điểm số nha em. Phía sau này em ơi. Đông lắm. Thật từ từ em ơi, em cứ ở dưới đi, em cứ ở dưới đi. Từ từ đừng chạy thế em. Đây em, đây em ơi. Đang ngồi sau phía 15 độ nhá. Sau cái cột 15 độ, đây. Đây em ơi. Ui, một thằng ở trên vừa hạ nó này. Đông lắm. Từ từ nha em. Thằng ở trên hướng 75 đấy.
Đấy, thằng áo đỏ em ơi, thằng áo đỏ mày, áo đỏ này em ơi. Match tầng 2 ấy. Chạy lên anh, chạy lên luôn. Đây em lên luôn. Mày chạy đâu em ơi. Đứng ngay mình này. Cứu anh, cứu anh, cứu anh. Đứng anh, cứu anh, đứng anh, cứu anh. Chạy ra nha em, chạy ra nha em ơi. Mày đứng ở đây. Làm gì nhau? Ok, giết nó rồi em ơi. 30 máu, thừa sức cứu nó anh em. Đây các bạn rút máu thế nào? Thằng này nhiều máu vô kể rồi anh em ơi. Em có máu cho anh vứt lại cho. Có rồi. Anh có 4 túi máu nhá. Tí bơm xong anh vứt cho. Bơm một túi nữa là full thôi. Anh có mấy túi máu rồi? Ừ, phương anh. Có 5 túi. 5 túi dã, ok ok đây. Bên dưới còn hầm sắt nữa này em này. Chắc là thằng này có máu này. Nãy giờ nó ngồi cạnh anh này. Em có giáp. Không có, thằng này nghèo lắm. Không có giáp á, anh có cái giáp 2 gần nát rồi cơ. Đây bây giờ là mình cứ vào trong mo trước thôi em. Bọn này còn ra ngoài biển mà. Vào trong mo trước là mình có lợi nhất này. Hôm sau là có gì không vậy em? Có giảm thanh đi em, trang bị giảm thanh được thì ngon. À có xe này, anh lên canh xe cho. Em cứ vào trong bo trước đi. Bo này thu nhanh mà. Vào bo trước đi em ơi. Hả? Vào bo trước đi em. Đậu xanh này. Mày chạy xe à? Lên bản điểm số đi em ơi. Ok nốc thì nhé. Này, hai đứa cả. Kêu nó luôn em ơi. Kêu nó luôn em ơi. Lên bản điểm số nha em ơi. Đậu xanh này. Ok. Ok. Đây em, vào bo đi em. Còn lại 5 thằng nữa các bạn ơi, như vậy là 3 team nữa anh em ơi. Chắc là vậy rồi. Một đứa đi lẻ và hai đứa đi chung với nhau này. Bây giờ mình cứ vào trong bo chỗ này em ơi. Canh mấy đứa ở cổng trời nó chạy xuống ấy. Ok ok. Còn lại có 2 team nữa mà thôi anh em ơi. Bây giờ em cứ lên em ngồi cái nhà này cho anh này. Có người không em? Chắc là có người đấy. Không có. Ê, có thử. Mà bo có thử. Từ từ em ơi, thế mình đứng ngoài đi. Không cần vào trong này đâu. Ra mấy cái gốc dừa ấy, kiểu cũng có người em ạ. Để anh xem chỗ nào nó hợp lý này. Ôi, một cái thính nãy ngoài biển này. Thế kiểu gì ở đây, cũng có người nha anh em. Hai tin nữa cơ. Xem phía sau mình nhé. Có khi là phía sau mình cho nó chạy mới qua cơ. Anh qua bên này một xíu này. Không thấy ai được còn lại đâu. Ui, vẫn thấy cho nó kêu nhau em ơi, nhưng mà không thấy người ấy. À dựng một cam bên này này. 120 em ơi. Ờ ok ok thế rồi. 120 một đống bom cao nhá, để coi nào. Đây này, úi dồi này. Đây này em ơi, nào. Đậu xe này, đậu xe này. Ui nó dựng bom cao full luôn em ơi. Ok các bạn ơi. Còn lại có 3 đứa nữa thôi em ơi. Đậu xe này. Tưởng ở trên mà ngon à. Ở trên nó sánh nhau cao lắm. Ok này, lên bảng điểm số nha. Đây em ơi, chạy thẳng lên luôn. Còn 2 đứa cuối ở phía trên em ơi này. Anh đang câu lên trên được. Ui phía sau em ơi, phía sau có người nha. Phía sau một đứa này. Nó chết chưa em? Chưa anh ơi. Ở phía trên anh coi nào. Ui thêm đứng, đứng gọi lại, đứng gọi lại. Đứng lại Phương Anh ơi. Đến kia con. Đến kia nó cho nhá. Thêm một đứng lại đi. Anh sơ tái bọn này cho. Ui. Nó sắp kêu anh này. Đậu xanh cắt vậy làm gì mà căng bạn ơi. Làm gì mà căng bạn ơi. Làm gì mà căng bạn ơi. Ok anh kia nó rồi. Em ơi một thằng ngay phía em đấy. Ngay phía 300 đấy. 300 em ơi. Ui cẩn thận em ơi. Em chạy đi. Em núp đi em. Anh qua ngay. Lên qua với em ngay này. Đâu nó đâu? Hướng nào Phương Anh ơi? Nó sau gốc dừa. Sau gốc dừa nào? Em cứ đứng gọn lại đi, không cần phải lộ ra đâu. Em bắn cho. Nó đang sấy này. Em cứ đứng đấy đi. Đừng đừng chạy, đừng chạy em ơi, đừng chạy em ơi. Nó lại bắn em bây giờ. Anh biết gốc dừa đấy rồi. Ui em Phương Anh. Đậu xanh này. Yes. Đây anh qua tiếng ngay.
Yes, top 1 các bạn ơi. Cứu em để ăn mừng nào. Cứu được mà. Ờ, cứu được á. Cứu được em ơi. Ờ. Ok anh em. Như vậy là cả đã được top 1 với 13 kill nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.